Vậy tao rồi, nhà tao về hết rồi nè. Rồi mọi đầy đủ hết rồi, giờ đợi mày về thôi. Mày về tới đâu? Tao đi Hàn Quốc rồi. Thì ba, mày hứa tao mày về mà, sao giờ không về? Năm nay thu nhập ổn, đi du lịch cho nó khoai khỏa. Nhà thì bao giờ về chẳng được. Quan trọng gì đâu, thôi nha, đi à. Alo. Hôm nay tính về thiệt mày. Tiền bạc thì đâu về. Sắp xếp về thăm ba má đi. Chứ mấy năm rồi mày có về đâu. Thằng mày. Làm sao có tiền, nhất định tao sẽ về. Tao vợ. Em ơi. Sao giờ này còn ngồi đây? Mang hành lý lên cho khách đi em. Tết năm nay có được khách Hàn Quốc, vừa mới book ở lại xuyên Tết. Em mới lại làm nha. Nhưng mà em xin sếp từ lâu rồi mà. 4 năm rồi em chưa có về quê. Anh biết rồi, nhưng mà nhân viên cũ được ưu tiên về quê. Còn em là nhân viên mới thì phải lại làm. Thôi cố gắng nha em. Xuống làm việc đi. Nó về à, nhìn thấy là trước mắt. Nhưng nó là con của tôi. Bà thương nó còn hơn thương tôi nữa. Được rồi, tôi đi khỏi nhà đi cho bạn cho bà hạnh phúc. Thôi, tôi năn nỉ ông nè, bây giờ ông đi đâu đi. Rồi ít bữa nó đi rồi ông về với tôi nha ông. Chán nhà thì chứ. Con, dạ. Giờ sẽ ngồi ở đây chuyện cơm với mẹ nha. Dạ, con đi liền. Đi.